cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về quỷ Sa Tăng mặc váy, xác chết của 17 bà lão ở thị trấn Kazakh Nokam. Từ năm 2002 đến 2010, thì nữ sát nhân này đã giả trang thành một nhân viên xã hội, cầm búa sát hại 17 bà lão để cướp tiền đem đi mua rượu. Cô ta bị coi là nữ sát thủ hàng loạt tàn bạo nhất ở nước Nga. Tháng 6 năm 2002, cảnh sát ở thị trấn Kazakh Nokam đã nhận được cuộc gọi từ một cô gái báo rằng cô vừa phát hiện bà mình bị sát hại khi đến thăm nhà bà như thường lệ. Tại hiện trường thì quần áo trong tủ và đồ đạc trong ngăn kéo đã bị lục tung, tất cả bị vứt bừa bãi dưới đất. Thi thể của bà Sozhnik ngoài 80 tuổi đang nằm sấp ngay cạnh tủ đồ và bà đã bị đánh vỡ hộp sọ. Sau đó thì cảnh sát đã thu thập một số dấu vân tay khả nghi tại hiện trường nhưng không tìm ra nghi phạm nào sau khi so sánh với cơ sở dữ liệu. Khi vụ án còn chưa có tiến triển thì án mạng thứ hai đã xảy ra. Nạn nhân cũng là một phụ nữ cao tuổi sống một mình, tử vong do bị đánh vào đầu bằng vật cùn từ phía sau và nhà cửa cũng bị lục lọi. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay trùng khớp với nghi phạm của vụ án trước đó nên họ nhận định hung thủ là cùng một người. Trong vài tháng sau, người dân ở thị trấn Kazakh Nokam vốn bình yên bắt đầu sôi sục vì ba vụ giết người nữa đã liên tiếp xảy ra. Các nạn nhân đều là phụ nữ tuổi từ 70 đến 80. Từ phương thức gây án rất bạo lực nên cảnh sát đã suy đoán hung thủ là nam giới, khoảng 30 tuổi, có lẽ là người địa phương nên quen thuộc với khu vực này. Các cuộc điều tra của nhà chức trách và sự quan tâm của cư dân dường như khiến hung thủ dè chừng, vì thế mà kẻ sát nhân này đã biến mất khoảng một thời gian dài sau đó. Đến năm 2005, kẻ sát nhân này bắt đầu hoạt động trở lại để tìm kiếm con mồi. Nạn nhân xấu số tiếp theo là bà Mosareva. Sau khi dùng búa đập vào đầu bà lão hai lần, có lẽ tiếng hét của nạn nhân khiến hung thủ hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Bà Mosareva đã may mắn thoát chết nhờ đội một chiếc mũ da dày. Những người hàng xóm cũng nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy bóng lưng của tội phạm qua mắt mèo trên cửa. Sau đó thì cảnh sát đã rất bất ngờ khi nhân chứng nói kẻ sát nhân là phụ nữ tóc vàng. Ban đầu, họ cho rằng nhân chứng đã nhìn nhầm hoặc hung thủ đã cải trang thành phụ nữ để đánh lạc hướng điều tra, bởi những kẻ giết người hàng loạt với thủ đoạn bạo lực như vậy thường là nam giới. Tuy nhiên, bà Mosareva vẫn khẳng định lại một lần nữa rằng mình đã bị tấn công bởi một phụ nữ tóc vàng ngoài 30 tuổi. Bà cho biết trước đó hung thủ đã dán thông báo trước cửa, nhận mình là một nhân viên dịch vụ xã hội, yêu cầu bà ở nhà vào ngày gây án để kiểm tra khí ga. Bà sau đó đã làm theo yêu cầu, mở cửa cho đối phương đúng giờ hẹn, và ngay lập tức thì bà đã bị tấn công bất ngờ. Khi chống trả với sát nhân, thì bà đã giật đứt vài sợi tóc của hung thủ. Dựa trên mô tả của nhân chứng, cảnh sát đã công khai bản vẽ phác họa chân dung của nghi phạm và kêu gọi quần chúng cung cấp manh mối. Nhà chức trách sau đó đã đến thẩm vấn hàng trăm ngôi nhà và đơn vị dịch vụ xã hội địa phương, tìm kiếm tất cả phụ nữ tóc vàng nhưng đều không có kết quả. Một thời gian sau, bà Baratukhina, 80 tuổi, đã được tìm thấy đã chết tại nhà ở Ufa, cách Kazakh Nokam hơn 200 km. Hung thủ đã để lại một mảnh giấy tại hiện trường, tự xưng mình là một nhân viên văn phòng dịch vụ nhà ở. Cảnh sát sau đó đã thu thập dấu vân tay, thẩm vấn tất cả nhân viên của văn phòng dịch vụ nhà ở và sàng lọc thông tin cơ bản của từng người, đồng thời xem xét hồ sơ của hàng chục nghìn cư dân địa phương ở đây, tuy nhiên không tìm ra ai có liên quan đến vụ án kinh hoàng này. Vì liên tiếp không bị truy ra, nên kẻ sát nhân đã càng liều lĩnh hơn. Cô ta đã giả làm nhân viên của công ty cung cấp điện và khí đốt, gây án liên tiếp nhiều địa điểm. Trong một số vụ, thì kẻ thủ ác đã cố đốt cháy khăn trải bàn bằng bàn là điện để che đậy tội ác. Cảnh sát sau đó đã tạm giữ nghi phạm là Marina, 29 tuổi, thất nghiệp, nghiện ma túy khi còn trẻ và bày tỏ rất ghét người già. Marina cũng đã nhận tội sau nhiều ngày bị thẩm vấn. Khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng hung thủ của vụ giết người hàng loạt đã bị bắt, thì một án mạng khác lại xảy ra vào tháng 5 năm 2010. Hàng xóm của bà Povanisina, 81 tuổi, sống một mình ở Ufa, đã trình báo cảnh sát rằng hai ngày qua mình không thấy bà đi chợ như mọi khi. Hàng xóm thấy cửa nhà của bà Povanisina đóng kín và khi gõ cửa thì không ai trả lời, chỉ có nghe thấy tiếng mèo đang kêu gào. Sau khi phá cửa, thì cảnh sát đã phát hiện bà cụ đang nằm úp mặt trong bồn tắm. Marina, người đang bị coi là hung thủ, cho biết rằng mình đã bị cảnh sát tra tấn và đe dọa để ép phải nhận tội. Cô sau đó đã được trả tự do. Một số cảnh sát có liên quan đã bị phạt tù vì lạm quyền và giả mạo bằng chứng. Quỷ Sa Tăng mặc váy hay sói cái ở vùng Kazakh Nokam là biệt danh người dân đặt cho kẻ đã sát hại 17 cụ bà trong vòng 8 năm. Cô ta được ví như ác quỷ ẩn trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm mục tiêu để gây án. Vụ án có bước ngoặt quan trọng khi hàng xóm của bà Povanisina cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng.
Người này nhớ rằng không lâu trước khi vụ việc xảy ra, thì Povanisina đã thuê thợ sơn nữ ở kho đầu máy xe lửa gần đó để giúp sơn lại tường. Ngoại hình của thợ sơn này rất giống với ảnh phác họa của nghi phạm. Đầu tháng 6 năm 2010, sau cuộc điều tra chuyên sâu và thẩm vấn hơn 3.000 người, thì kẻ sát tìm ra một người phụ nữ tên là Irina Gairamachu, là một thợ sơn 38 tuổi và không có hộ chiếu. Ngay sau đó thì nhà chức trách đã tìm thấy một chiếc búa dính máu tại nơi ở của cô ta. Dấu vân tay và chữ viết của Irina cũng phù hợp với những gì hung thủ đã để lại ở hiện trường. Sau khi đối chiếu ADN của cô ta với mẫu ADN thu được từ những sợi tóc mà đã bị nạn nhân giật đứt, thì cảnh sát xác định Irina chính là sát thủ thực hiện 17 vụ giết người liên tiếp. Ngày 7 tháng 6 năm 2010, thì cảnh sát đã bắt Irina. Trong quá trình thẩm vấn, thì cô ta cũng đã nhận tội ác. Irina Gairamachu sinh năm 1972 tại thị trấn Niagan, khu tự trị Khan Tim Mansi. Ở tuổi thiếu niên, thì Irina đã bắt đầu nghiện rượu, đặc biệt là vodka, và điều này ảnh hưởng từ bố mẹ của cô ta. Đầu những năm 1990, Irina đã chuyển đến thị trấn Kazakh Nokam cách xa quê hương, lấy chồng và sinh hai con. Tuy nhiên, cô ta không bỏ được thói quen nốc vodka. Điều đó khiến cho cuộc sống gia đình luôn căng thẳng. Chồng Irina đã từ chối đưa tiền cho vợ vì sợ sẽ tiêu sạch vào rượu. Ngoài nghiện vodka, thì Irina được nhận xét là một người mẹ tốt, là người cư xử hòa nhã với hàng xóm. Không có việc làm ổn định và bị chồng kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nên cô ta đã tìm mọi cách xoay sở để có tiền mua rượu. Irina có lòng căm ghét không thể giải thích được đối với những người già hưu trí. Cô ta đã lên kế hoạch trộm cắp của những người già sống một mình vì nghe nói họ có rất nhiều tiền tiết kiệm. Irina đã đến các khu nhà để thám thính, chọn đối tượng phù hợp, theo dõi xem họ rời nhà khi nào, đi đâu và có người thân thường xuyên đến thăm hay không. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, thì cô ta đã giả làm nhân viên dịch vụ xã hội để lấy lòng tin. Khi vào được nhà, thì cô ta sẽ vờ đi vệ sinh hoặc đi rót nước để quan sát tình hình bên trong. Sau khi xác định không còn ai khác, thì nữ sát nhân này sẽ dùng búa để tấn công nạn nhân từ phía sau. Sau khi gây án, thì Irina sẽ lục tìm để lấy tiền mặt, không lấy đồ có giá trị vì cho rằng những thứ này sẽ không dễ bán và dễ bị cảnh sát truy dấu. Để ngăn thi thể bị phát hiện càng lâu càng tốt, thì cô ta đã khóa cửa nhà nạn nhân trước khi rời đi. Tiền cướp được thì nữ sát nhân này đều dùng để mua rượu. Cảnh sát cho biết cô ta chỉ lấy được khoảng 1.000 bảng Anh từ tất cả nạn nhân, đôi khi chỉ tìm được 20 bảng Anh. Sau khi Irina bị bắt, thì gia đình và hàng xóm đều tỏ ra bất ngờ vì cô ta luôn duy trì hình ảnh tốt đẹp trước những mặt người xung quanh và hàng xóm. Tôi sống với cô ấy đã 14 năm nhưng chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì, chồng của Irina nói. Một lần, hàng xóm nhìn thấy bức phác họa nghi phạm do cảnh sát công bố và trêu chọc rằng Irina rất giống nghi phạm. Cô ta chỉ mỉm cười và không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối. Ngày 13 tháng 2 năm 2012, Irina đã hầu tòa với 17 tội danh giết người, một tội danh âm mưu giết người và 18 tội danh trộm cắp. Cô ta khai rằng mình giết người vì không có tiền mua rượu vodka. Sau khi giám định tâm thần, Irina được cho là có tính cách hơi hoang tưởng nhưng không mắc bất kỳ bệnh tâm thần nào. Ngày 4 tháng 6 năm 2012, Irina đã bị kết án 25 năm tù, sau đó được giảm 5 năm vì có con nhỏ. Luật hình sự liên bang nước Nga có mức án tối đa dành cho phụ nữ là 25 năm tù. Bản án này đã khiến các gia đình nạn nhân bức xúc. Chỉ hơn 1 năm tù cho mỗi mạng người ư. Cô ta không bao giờ xứng đáng được tự do, một thân nhân phát biểu. Kỳ án về Glenda Andrew, người vợ lập kế hoạch như phim để ám sát chồng. Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2001, Robert Dan Andrew, 39 tuổi, tới đón hai con đi chơi nhân ngày lễ tạ ơn. Thời gian này, Robert và vợ là Glenda Andrew, 38 tuổi, đang ly thân nên không ở chung nhà. Tuy nhiên, anh vẫn thường lui tới gặp gỡ các con. Nhưng rồi chiều tối hôm đó, cảnh sát thành phố Oklahoma, bang Oklahoma, Mỹ, nhận được cuộc gọi thông báo có án mạng xảy ra tại nhà của Glenda Andrew. Khi đến nơi, cảnh sát nhận thấy có rất nhiều máu tại hiện trường. Glenda Andrew ôm cánh tay bị thương đang cố lết ra ngoài cầu cứu khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Ở bên trong, Robert Andrew đã tử vong. Glenda lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cô may mắn chỉ bị thương ở phần mềm tay trái, không nguy hiểm tới tính mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Robert bị trúng hai phát đạn. Tại hiện trường, cảnh sát tìm được một vỏ đạn cỡ 16 trên nóc xe của Glenda và đầu đạn cỡ 22 găm trên bức tường trong gara. Nhà chức trách nghi ngờ, nhiều khả năng đã có hai kẻ tấn công, mỗi kẻ dùng một loại súng. Khi sức khỏe đã ổn định,
Brenda khai rằng khi Robert tới đón con vào khoảng 17 giờ 30 phút, Brenda nhờ khởi động lại hệ thống sưởi tại gara. Đúng lúc này, hai kẻ đeo mặt nạ và mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, tấn công Robert trong nhà để xe và bắn anh. Brenda cũng bị trúng đạn khi cố bỏ chạy. Cô may mắn chạy được vào trong nhà rồi vội gọi cho cảnh sát. Thời điểm này, hai con của Brenda và Robert đang ở trong phòng ngủ xem TV với âm lượng khá lớn. Hai đứa trẻ vẫn bình an vô sự và không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát cho rằng, động cơ gây án có vẻ không phải cướp tài sản vì ví tiền của Robert vẫn còn nguyên. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể liên quan tới cuộc điện thoại từ một kẻ bí ẩn mà Robert nhận được gần một tháng trước. Theo đó, Robert từng gọi cho cảnh sát thông báo rằng anh bị người khác cắt dây phanh ô tô. Theo lời kể của Robert thời điểm đó, anh nhận cuộc gọi từ nhân viên y tế giục tới bệnh viện để gặp vợ anh, Brenda, đang nguy kịch vì gặp tai nạn giao thông. Nghi ngờ, Robert gọi lại cho bệnh viện, thì biết không hề có nhân viên nào thực hiện cuộc gọi trên. Nhờ vậy, Robert không đi trên chiếc xe đã bị cắt dây phanh. Theo các điều tra viên, nhiều khả năng người gọi biết rõ dây phanh xe đã bị cắt, nên mới bịa chuyện để giục Robert lái xe càng nhanh càng tốt. Vài ngày sau vụ án mạng, cảnh sát nhận được thông tin rất có giá trị từ nhà hàng xóm của Brenda Andrew. Họ cho biết, khi họ trở về nhà sau kỳ nghỉ thì phát hiện nhà mình đã bị đột nhập. Giá để giày dép không còn ở trong tủ mà bị giấu dưới gầm giường phòng ngủ trong tình trạng bị hư hỏng. Trong phòng ngủ, họ còn nhặt được một vỏ đạn với cỡ đạn 16. Vỏ đạn này được xác định là xuất phát từ cùng khẩu súng với vỏ đạn tại gara nhà Brenda. Kiểm tra ngôi nhà, cảnh sát còn tìm thấy tại gian áp mái một số viên đạn cỡ 22 chưa qua sử dụng, cùng cỡ đạn súng ngắn bắn bị thương Brenda. Cảnh sát cho rằng, hung thủ đã sơ ý làm rơi khi bỏ qua gian áp mái. Từ đây, họ đưa ra nhận định, hung thủ sau khi gây án đã trốn sang tầng áp mái của nhà hàng xóm để né tránh lực lượng chức năng. Trong lúc leo lên hoặc trèo xuống, hung thủ đạp gãy giá để giày dép nên giấu dưới gầm giường. Cùng với những thông tin được cung cấp sau đó, nghi ngờ của cảnh sát bắt đầu hướng vào chính người vợ, Brenda. Vì ngôi nhà không có dấu hiệu bị cậy phá cửa, cảnh sát cho rằng chỉ có hai khả năng, hung thủ là dân chuyên nghiệp hoặc có chìa khóa ra vào. Đúng lúc này, gia đình hàng xóm tiếp tục cung cấp cho cảnh sát những lời khai đáng giá. Họ cho biết đã đưa chùm chìa khóa nhà mình cho Brenda Andrew trước khi đi nghỉ mát và nhờ cô trông coi hộ. Từ đây, nghi ngờ của cảnh sát bắt đầu hướng vào chính cô vợ Brenda. Nhiều người thân, bạn bè của Robert cũng cho biết Brenda sẽ được lợi nhiều nhất trong cái chết của Robert. Quan hệ vợ chồng của Brenda không tốt. Thời gian gần đây, cô có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông có tên là James Pavard. Mối quan hệ này được Brenda công khai. Vài tháng trước khi chết, Robert từng yêu cầu vợ chấm dứt quan hệ với James, nhưng cô không những thẳng thừng từ chối mà còn chủ động đệ đơn ly hôn. Trước thái độ của vợ, Robert đã đổi tên người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 800.000 đô la Mỹ của mình từ vợ sang cho anh trai, để giữ cho các con. Tuy nhiên, điều tra viên phát hiện Robert trước khi chết đã chuyển lại người thụ hưởng tiền bảo hiểm là Brenda. Nghi ngờ tính xác thực của tờ đơn chuyển người thụ hưởng, điều tra viên lập tức yêu cầu giám định chữ ký của Robert. Kết quả phân tích từ các chuyên gia chữ viết cho thấy nghi ngờ của cảnh sát đã đúng. Chữ ký của Robert trên đơn chuyển người thụ hưởng là giả, nhưng không thể xác định danh tính người giả mạo. Dù vậy, sự nghi ngờ của cảnh sát đổ dồn lên người James Pavard, vì người đàn ông này chính là người bán hợp đồng bảo hiểm cho Robert và cũng là nhân tình của Brenda. Tiếp theo, chuyên gia xem xét vết thương trên tay Brenda. Chuyên gia đã dùng khẩu súng với cỡ đạn tương tự bắn vào mục tiêu từ các khoảng cách khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy, vết thương như trên tay Brenda được tạo ra khi mũi súng phải cách mục tiêu chỉ khoảng 5cm, trái với lời khai bị bắn ở khoảng cách 4-5m của Brenda. Từ đó, cảnh sát nhận định Brenda có tham gia vào cái chết của chồng, nhưng chưa rõ Brenda có phải là người trực tiếp bóp cò hay không. Sau khi bắt giữ hai nghi can, công tố viên cáo buộc Brenda đã lập mưu giết chồng trong nhiều tháng để độc chiếm tiền bảo hiểm. Đầu tiên, Brenda và James cắt phanh, sau đó tạo cuộc gọi giả để giục chồng phóng nhanh tới bệnh viện. Robert thoát chết vì đã cẩn thận gọi lại cho bệnh viện. Thất bại, Brenda lên kế hoạch lần hai khi Robert tới đón các con đi chơi. Lần này, cả hai đã thành công khi giết chết được Robert. Tuy nhiên, đôi tình nhân không ngờ rằng kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo ấy vẫn có khá nhiều kẽ hở. Brenda Andrew sinh ngày 16 tháng 12 năm 1963 trong một gia đình bình dị ở Ennis, Oklahoma. Từ nhỏ tới lớn, Brenda luôn là một học sinh giỏi. Bạn bè nhớ đến Brenda là một cô gái xinh đẹp nhưng nhút nhát, ít nói. Cô thường dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ở nhà thờ và giúp đỡ người khác. Lớn lên,
Glenda tham gia nhiều hơn vào những hoạt động ngoại khóa nhưng không giống như những người bạn của mình. Mỗi khi sự kiện kết thúc, cô thường bỏ qua các bữa tiệc để trở về nhà. Robert Andrew lúc này đang theo học Đại học bang Oklahoma, khi anh gặp Glenda lúc đó vẫn là một học sinh trung học. Hai người nhanh chóng cảm mến nhau và bắt đầu hẹn hò. Sau khi tốt nghiệp trung học, Glenda học đại học ở Winfield, Kansas, nhưng một năm sau, cô chuyển sang Đại học Oregon ở Stillwater để gần gũi hơn với Robert. Cặp đôi kết hôn vào ngày 2 tháng 6 năm 1984. Năm 1990, nhà Andrew chào đón đứa con đầu lòng và cùng với đó, Glenda gạt công việc và bạn bè sang một bên để toàn tâm chăm sóc gia đình. 4 năm sau, đứa con thứ hai của họ chào đời. Nhưng không lâu sau đó, cuộc hôn nhân của Robert và Glenda có dấu hiệu rạn nứt. Robert bắt đầu tâm sự về cuộc hôn nhân thất bại của mình với bạn bè. Những người sau này đã làm chứng rằng Glenda ngược đãi Robert bằng lời nói khi thường xuyên to tiếng với Robert và nói rằng hối hận khi đã lấy anh. Đến năm 1994, Glenda đã lột xác hoàn toàn. Người phụ nữ vốn nhút nhát, kín đáo thì nay thường khoác lên mình những trang phục thiếu vải, bó sát và đầy khiêu khích. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Glenda bắt đầu ngoại tình với nhiều người đàn ông khác, trong đó có James Pavard, một nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ. Vào giữa năm 2001, James đã giúp Robert xây dựng một chính sách bảo hiểm nhân thọ trị giá $800,000 và Glenda là người thụ hưởng duy nhất. Cũng trong khoảng thời gian đó, Glenda và James bắt đầu ngoại tình. Đến mùa hè năm sau, James ly dị vợ và sau đó vài tháng, Glenda đệ đơn ly hôn với Robert. Cô nói với bạn bè rằng cô ghét Robert và ước gì anh chết đi. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2001, sau khi cắt đứt dây phanh trên xe của Robert, James và Glenda đã dựng lên một tình huống khẩn cấp giả, với hy vọng Rob sẽ gặp tai nạn giao thông. Theo lời khai của Jana Lason, con gái của James, cha cô đã thuyết phục cô gọi cho Robert nói rằng Glenda đang ở trong bệnh viện vì tai nạn giao thông. Kế hoạch thất bại khi Robert gọi tới bệnh viện xác nhận và phát hiện ra dây phanh xe đã bị cắt trước đó. Anh đã thông báo việc này với cảnh sát và nói thêm rằng anh nghi ngờ vợ mình và người tình của cô là James đang cố giết mình để lấy tiền bảo hiểm. Sau sự cố này, Robert đã quyết định loại bỏ Glenda ra khỏi danh người thụ hưởng bảo hiểm và thay bằng anh trai mình. Glenda và James đã cố gắng chuyển quyền thụ hưởng bằng cách giả mạo chữ ký của Robert. Cùng với đó, đôi tình nhân còn lên kế hoạch giết người lần hai khi Robert tới đón các con. Để thực hiện kế hoạch, Glenda gọi James tới trốn trong gara. Khi Robert tới nơi, Glenda nhờ chồng xem hệ thống sưởi ấm. Đúng lúc này, James bước ra từ sau xe và bắn Robert. James sau đó đưa súng cho Glenda để bắn phát đạn kết liễu. Tiếp theo, James đứng gần Glenda rồi dùng súng ngắn bắn vào tay người tình để tạo chứng cứ giả. Sau khi gọi cảnh sát, Glenda mở khóa nhà hàng xóm để James chờ cảnh sát xử lý hiện trường. James đã vô tình đánh rơi vỏ đạn trong lúc trốn tại đây. Cảnh sát không tìm thấy khẩu súng, nhưng phát hiện James từng dùng thẻ tín dụng mua khẩu súng lục cỡ đạn 22 một tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Năm 2004, Glenda và James bị đưa ra xét xử trong hai phiên tòa riêng biệt nhưng đều có chung số phận. Hai người bị kết tội giết người cấp độ 1 và lãnh án tử hình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện tại kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Kênh giúp mình.